Rồi trường chào các bạn luôn nha. Viện đánh với các bạn ơi, mà giờ không có thời gian đi xa được cho nên trường đi lại gần á, gần ở chỗ cái ruộng á, ở nhà đó có cái kinh nè. Mà hôm qua có câu thử thấy nộp quá chục luôn. Rồi hôm nay á là trường tiếp tục trường sẽ câu như thế này. Hôm qua mình câu mồi trùng á, nó không ăn cho nên hôm nay mình trộn thức ăn nè. Mình sẽ câu thử ở đây coi nó có ăn không các bạn. Nó có một lây gai hoài kìa. Đó. Ăn các bạn, lo các bạn, mới lôi các bạn. Trời trời, mới đá. Mày thấy không? Trời mới lôi đó. Mạnh luôn cái coi. Nó mạnh luôn các bạn. Còn các bạn kìa. Còn đang ghé các bạn. Cái này. Ăn liên tục luôn các bạn. Chỗ này các bạn câu là rất là mới luôn, tại vì á người ta bơm nước ở đây nè, hổm gài á xong bây giờ nó mới được trong trong lại á, cho nên cá là mình nghĩ á, nó đói mồi lắm, không mày thấy quằn quằn nhiều lắm luôn. Bây giờ mình thả thử coi nó như thế nào. Ăn các bạn, lo coi. Ăn nữa các bạn. Nó. Nó nữa các bạn. Ôi vô coi. Ôi trời. Nó ăn các bạn, kìa. Kìa, lo kìa. Mạnh cái nó coi. Mới ăn gì xanh đấy các bạn. Mới lòi luôn. Cá con đó nhỉ, nó ghẻ ghẻ yếu quá, không có bên mạnh này. Ngon rồi, vô rồi. Sướng rồi. 1 2 3
ba. Đây là các bạn ơi, nó chân tươi luôn các bạn. Trời, cá này cả ký lô á, quá sướng rồi. Em mời coi như hình vả hôm nay có hàng rồi nha. Hả? Các bạn ơi, kìa, một bèo xong luôn, một bèo kinh luôn các bạn. Kìa, lần này nè, kinh nhỏ thôi mà cá nộp cũng khiếp đẹp đó. Trời ơi, cái bụng bự kìa trời. Bạn thấy không kìa, cái bụng luôn kìa. Trời ơi, kinh này nhỏ con cá dữ trời. Quá trời luôn các bạn ơi. Trời á, cũng tối rồi các bạn ơi. Chắc là đây cuốn cần rồi đi về thôi. Mà thật sự ha, cá nục rất là nhiều luôn á các bạn. Ục khủng khiếp ục vậy. Nhìn thấy mê luôn, nhưng mà thôi chắc đấy. Cái này để ngày mai á mình sẽ đánh tiếp nha. Kìa nó quận rồi. Giờ này càng tối là cá nục càng nhiều luôn, càng mạnh luôn. Thành quả hôm nay thì được một con dính lúc nãy đó. Rồi vậy thôi, chắc là hẹn gặp lại các bạn video sau của trường nha. Chào các bạn nha.